Út hay đọc mấy bình luận trên kênh, có nhiều bình luận kêu Út thử không đeo kính, mà cận nên mở ra không được. Nhiều lúc nấu ăn, làm vườn cũng bất tiện lắm luôn. Bữa nay thu hoạch xong xe bí đỏ, Út thử đi khám mắt coi có biện pháp nào để khỏi đeo kính không. Út bị cận từ hồi lớp 12, ban đầu cận nhẹ chỉ nửa độ rồi cứ bị tăng dần, giờ là gần 3 độ mỗi bên. Lúc mới cận, Út chỉ đeo kính lúc cần nhìn xa, còn giờ hễ bỏ kính ra là thấy chóng mặt nên phải đeo cả ngày. Lúc làm vườn nhiều khi bị rớt kính dính bụi, còn nấu ăn thì khói bốc mờ kính hoài luôn. Mấy lúc trời mưa mà kêu Út ra đường là không thấy gì luôn. Nhà hái đầy xe bí, Út đem vô nhà cắt, rồi thử tới bệnh viện mắt Sài Gòn xong hàng, khám coi có thể xóa cận bằng tia laser không. Mới vô Út được đo, soi đáy mắt, chụp bản đồ giác mạc nhiều bước vậy lắm. Lần đầu khám mắt cũng bỡ ngỡ, mà anh chị nhân viên dễ thương nhiệt tình nên mọi việc trơn tru dữ lắm. May mắn là Út chỉ bị cận thôi, chứ các cơ quan khác của mắt vẫn còn tốt. Trước giờ chưa hiểu Út sợ xóa cận sẽ ảnh hưởng không tốt tới mắt. Nay được bác sĩ Lương Trọng Tường tư vấn rất kỹ, bác nói quyết định xóa cận chủ yếu do lựa chọn nhu cầu của mỗi người. Thường xóa cận đều từ 3 độ trở lên. Mọi sinh hoạt cuộc sống phải phụ thuộc vào cặp kính bắt tiện hoặc là những người có nghề nghiệp đặc thù, lối sống năng động. Bác sĩ Tường nói công nghệ xóa cận có từ 30 năm nay rồi, được Cục Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ công nhận. Trên thế giới cũng đã có vài chục triệu người xóa cận thành công rồi. Tư vấn xong về, Út thấy quý đôi mắt hẳn. Để dành lúa rồi Út sẽ đi điều trị. Còn giờ Út nấu nồi chè bí đỏ bổ mắt cho cả nhà ăn. Bí Út đem gọt sạch vỏ, cắt miếng vừa ăn. Món chè này nấu cũng y như bí kèn, mà Út làm thêm chân châu bí dừa ăn cho lạ miệng. Út cắt dừa thành hình hạt lựu, mớ bí còn dư thì đem hấp trộn với bột năng rồi bọc bên ngoài miếng dừa. Viên bí dai dai, dừa thì giòn béo ăn ngon dữ lắm. Còn dư ít bột nữa, Út cắt ra thành từng viên nhỏ. Giờ đem đi luộc, đợi bí nổi lên là chín. Út vớt ra rồi ngâm với nước lạnh. Bắp nồi nước cốt dừa cho bí đỏ vô nấu. Bí chín, Út thêm đường mía dừa sợi vô, sau cùng thêm chân châu bí dừa nữa là được. Giờ thì Út mời mọi người cùng ăn phút nghe. Ai vậy được cô Út? Chè bí đỏ ăn cho sáng mắt. Hả? Chè bí đỏ là chè gì ta? Cái viên bự bự á. Một kia ăn vào bỏ. Bụt lắm. Bí đỏ con hấp lên á, rồi xong trộn với bột năng. Con nói gì nước lên lên đó. Hơi lạc với lại sợ ngọt quá, ăn bị ngán. Cái nhân ở trong này là trái dừa già, còn mà cái miếng mà con cắt miếng là trái dừa non. Thì non ăn nó ngon.